Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với kênh YouTube của Zero MV, chuyên mua bán trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 7 năm 2024, thì hôm nay em lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu bác những sản phẩm mà bên em đang có các bác nhé. Hôm nay thì cái mã đời cao bán van vãn khá là nhiều rồi, và em sẽ tiếp tục giới thiệu bác những sản phẩm còn lại của cửa hàng điện thoại Zero MV. Bác nào mà cần mua những con máy cao tiền thì các bác xem đầu video, còn cần mua những con máy rẻ tiền từ 2 triệu cho đến 4 triệu thì các bác tua cuối video nhé. Rất nhiều những cái máy rẻ tiền từ 2 đến 4 triệu để phục vụ các bác. Đấy thì trong cái tầm tiền gọi là tầm thấp ấy thì từ 2 đến 4 triệu rất nhiều luôn. Các bác xem cuối video nhé. Còn nói qua về hình thức mua hàng như sau. Bác nào Hà Nội, các bác qua trực tiếp cửa hàng điện thoại Zero MV theo địa chỉ là 111 Triều Khúc, Hà Nội để xem máy. Còn các bác nào mà chốt trước nào thì các bác nhắn qua cái số Zalo này. Đấy, để đặt hàng các bác nhé. Số Zalo thì em lúc nào để góc này. Đấy thì các bác ở xa các bác cọc tiền, sau đó bên em sẽ ship hàng tận lời cho các bác. Các bác nhận hàng được mở ra kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và những cái đơn hàng mà dưới 10 triệu thì cọc 300, trên 10 triệu cọc 500. Ok, bây giờ em sẽ giới thiệu những sản phẩm ngày hôm nay. Giới thiệu từ cây cao tiền các bác nhé. Cây cao tiền nhất mà hôm nay em đang có chính là cây Galaxy S24 Plus. Con này thì là một con hàng chính hãng, máy mới không khác thì một chiếc máy vừa bóc ra khỏi hộp. Đấy, con này là S24 Plus bản Samsung Việt Nam, máy chính hãng luôn các bác nhé. Không một vết xước luôn, nói chung là cái con máy này gọi là ngọc tờ rinh luôn các bác nhé. Đấy, dành cho những cái bác nào yêu cái đẹp, không khác thì một chiếc máy mới mà các bác lại được rẻ hơn 5 triệu so với các bác đi đập hộp. Con này thì các bác sẽ được sở hữu một con máy 2 SIM 2 sóng này. Đấy, pin 4900 này. RAM thì là 12GB và bộ trong là 256GB này. Màn hình thì đương nhiên là 120Hz rồi. Đấy, màn hình thì 120Hz các bác nhé. Chip của nó là con chip Exynos 2400. Nói chung là tất cả các chức năng hoạt ok, 2 SIM 2 sóng game cục quại. RAM 12/256GB. Phiên bản 256GB thì máy mới hiện tại đang là 22 triệu. Thì bên em bán cho các bác là 16.500.000 các bác nhá. Đấy, con này còn bảo hành của hãng đến tận tháng 3 năm 2025, nghĩa là còn bảo hành gần 1 năm nữa. Nên là các bác yên tâm 100%. Con này thì Galaxy S24 Plus có một chiếc duy nhất màu trắng bạc. Con này thì giá 16.500.000. Một chiếc máy không khác thì một chiếc máy mới luôn các bác nhá. Tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Và đây cũng là con máy đầu tiên mà hôm nay em giới thiệu. Hôm qua thì có dòng 23 Ultra thì các bác đã lấy hết rồi. Và đợt này thì dòng 23 Ultra sẽ hết hàng các bác nhá. Đấy, ngày mai thì sẽ về phiên bản Mỹ để phục vụ các bác. Phiên bản Mỹ thì về thì mới đét đẹp luôn, nhưng ngày mai thì mới về được. Hôm nay thì chưa có phiên bản Mỹ. Và cái sản phẩm hôm nay thì cái sản phẩm S23 Ultra đang hết hàng các bác nhá. Và cái sản phẩm tiếp theo chính là S22 Ultra. 22 Ultra thì cũng gần như hết hàng luôn. Đấy, cũng chỉ còn có 5 chiếc là hết hàng. 22 Ultra thì em đang có bản Mỹ, hàng mới cứng cựa 99.9%. Phiên bản dung lượng 512GB. Hiện tại thì 512GB em còn hai màu là màu đen và màu màu này đỏ mận, đỏ tím các bác nhá. Hàng mới cứng 99.9%, không một tì vết nào luôn. Tất cả các chức năng hoạt động ok. Đấy, con này là hàng nay lưu được 99%. Nói chung là trên kênh của em thì con nào tình hình thức như nào, tình trạng ra sao và giá cả bao nhiêu thì em sẽ báo công khai luôn, chứ không có úp mở gì hết các bác nhá. Đấy thì anh em nào mua con nào, thích chiếc nào thì các bác cứ vào việc qua số Zalo này thôi. Con này là một con Galaxy S22 Ultra phiên bản 512GB. Hàng mới cứng đét đẹp luôn, camera zoom 100x này, pin 4500 này, sorry các bác, pin 5000 nhá, chứ không phải 4500. Dung lượng pin của nó là 5000. Đấy, RAM thì là 12GB và bộ trong 512GB. Đấy, các bác lưu gọi là hết am u mảnh, gọi là danh sách người yêu cũ của bác thì các bác dành cho hẳn 100GB đi. Đấy, các bác tạo khoảng 10 cái album, các bác cho mỗi em người yêu cũ vào một album là ok luôn các bác nhá. Qua đây 512GB mà lo làm sao mà hết dung lượng được. Hiện tại thì đối với phiên bản 512GB này thì em đang bán cho các bác là 13 triệu rưỡi các bác nhá. Đấy thì đùa các bác thôi. Chứ còn con này thì nói chung là bộ nhớ 512GB thì anh em cứ lưu tẹt bô đi. Lưu tẹt bô luôn các bác nhá. 512GB. Đấy, lưu từ thuở thơ ấu cho đến gọi là lúc hàn huyên. Đấy, giá cho các bác là 13 triệu rưỡi. Phiên bản 512GB S22 Ultra Mỹ, 2 SIM 2 sóng, pin 5000, chip 8N1, camera 100x, có bullet pen, loa kép sạc nhanh các kiểu đầy đủ. Nói chung các cái đấy thì các bác cũng biết hết rồi. Ok, một con máy mà phải nói các bác cực kỳ ngon luôn trong cái tầm thời điểm hiện tại. Con máy này thì mấy ngày vừa qua bán bay nhanh, bay nhiều vô số luôn. Trước mặt các bác đây chính là con Galaxy S22 Ultra, nhưng nó là phiên bản 128GB. 3 chiếc phiên bản 128GB thì 2 chiếc màu trắng và 1 chiếc màu đen. À, 1 chiếc màu đỏ mận. Con này thì hiện tại màu đen, màu xanh hết hàng rồi các bác nhá. Phải nói các bác anh em lấy rất nhanh luôn. Trắng ngọc tờ rinh và màu đỏ mận. Hàng mới cứng cựa 99.9%. Con này thì RAM 8 128GB. Còn lại thì tất cả các cái khác như nhau, pin 5000, chip 8N1, màn 6.8 inch, 2K+, 120Hz. Con này giá hiện tại em đang bán là 10.900.000. Phải nói các bác thời điểm này 128GB giá cực kỳ thơm luôn. Thế nên là cái mã này đợt này vừa rồi bay rất nhiều luôn. Bởi vì anh em bây giờ mà bỏ ra loanh quanh mà 10-12 triệu thì các bác chỉ mua được mấy con hàng A tầm trung vớ vẩn thôi. Trong khi
Đấy, những con đấy đố các bác kiếm được ra camera 100x, đố các bác kiếm được ra loa kép, loa kép thì nó chắc nó có loa kép rồi, nhưng đố các bác kiếm được ra bút F-Pen này các bác nhá. Và đố các bác kiếm được những con mà 12 triệu mà màn hình cong tràn viền 2K cộng 120 mạc như này. Đấy, camera lại còn run 100x, chip thì còn 8 Gen 1 nữa. RAM thì 8/128GB, nhưng nói chung là nếu bác nào mà lưu ở mức độ vừa phải thì các bác lưu đến khoảng 5-60GB ảnh là đã nhiều lắm rồi. Đấy các bác nhá. Thì con này là một con hàng gọi là vừa tiền, phù hợp cho những anh em lưu trữ vừa phải thì các bác có thể quất con này. Đấy, 128GB em bán cực kỳ mạnh trong mấy ngày vừa qua luôn. Giá thì hiện tại em đang bán là 10.900.000. Trong cái giá này đã bao gồm đầy đủ cho bác sạc cáp ốp lưng và dán màn hình rồi các bác nhá. Đấy, Samsung Galaxy S22 Ultra, phiên bản của mẽo, phiên bản USA đấy, 2 SIM 2 sóng. Hàng mới cứng cựa LED lè lẹt 99.69%. Giá cho bác là 10.900.000. Một cái sản phẩm tiếp theo mà hôm nay em mới về, thì hôm nay về được một cây Samsung Galaxy Lốt 20 Ultra phiên bản Samsung Việt Nam. Hôm nay lại về được một chiếc nữa. Con này là một con hoàn toàn khác so với mấy chiếc hôm trước. Mấy chiếc hôm trước thì đã bán hết sạch rồi. Cái camera 5MX này, máy thiết kế cực kỳ đẹp luôn, hình thức máy thì tầm 99%. Con này thì gọi là hàng siêu lướt luôn các bác nhá. Hàng siêu lướt. Đấy, các chức năng ok. Màn hình 6,9 inch 2K cộng và 120Hz. Nói chung là hàng hôm nay về phát em đã cắm sim lên kiểm tra hết rồi. Đấy, sim sóng này, màn hình sáng đẹp trong veo này, tất cả các chức năng hoạt động ok. Các bác nhìn cái quả màn hình của nó này. Đấy, nhìn nó phê chưa, nó đẹp chưa? Phải nói các bác 6,9 inch 2K cộng 120Hz thì cái loại này thì nó là hết nước chấm luôn. Con này thì bản Việt Nam, các bác sẽ dùng được là hai sim vật lý và có game cuộc gọi nha các bác nhá. Vừa hai sim vật lý này, vừa game cuộc gọi là một này. Và cái thứ hai là bộ trong của nó là 256GB, RAM 8GB. Thực tế thì RAM của nó hơi đuối so với phiên bản Hàn Quốc và phiên bản của Mỹ. Nhưng mà cái ưu điểm của nó là hai sim vật lý và lại có game cuộc gọi và cái bộ trong của nó nhiều. Đấy, RAM 8GB thực tế các bác dùng cũng không có đơ lag gì đâu. Đấy, thậm chí kể cả RAM 6 chưa chắc nó đơ lag luôn nha các bác nhá. RAM 8 vẫn đáp ứng tất cả các nhu cầu sử dụng hàng ngày các bác, không biết đơ lag là cái gì. Con này thực ra RAM người ta gọi là bộ lưu trữ dữ liệu tạm thời thôi. Đấy, thì giá hiện tại em được bán cho các bác loanh quanh cho các bác là cây này là 8 triệu rưỡi nhá. 8 triệu rưỡi. Đấy, một cây mà các bác nhìn nó đẹp chưa? Nhìn nó phê thật sự luôn. Nói chung đây là huyền thoại trong những huyền thoại rồi. Đấy, Galaxy Note 20 Ultra hàng mới cứng cựa 99.69%. Cây này giá hiện tại em đang bán cho các bác là 8 triệu rưỡi các bác nhá. Ngoài ra thì em có một cái lô mới về. Đây, hôm qua các bác bảo là về màu đen đi đấy, về hôm nay về đấy các bác chốt ngay cho em đi. Đấy, như những cái bác thế thường bình luận thế thường chả bao giờ mua bao giờ đâu. Đấy, nhưng mà đây, hôm nay về tiếp màu đen. Hôm nay thì em lại về tiếp một cái lô Samsung Galaxy Lốt 20 Ultra 5G có cả màu đen và màu đồng các bác nhá. Đấy, cái đặc điểm là nhiều bác là khi mà nó có màu đồng ấy thì bác lại thích hỏi xem có màu đen hay không. Nhưng mà khi mà có màu đen thì lại hỏi có nhà có màu đồng không. Đấy, khi mà có hai màu thì bác chả nói lăng gì. Đấy, là rất nhiều bác hay cái kiểu đấy. Còn những cái bác mà mua ấy toàn âm thầm phát nhắn tin Zalo bảo anh cần chốt con Lốt 20 Ultra màu đồng hoặc màu đen phiên bản của Mỹ, em quay chỉ clip. Đấy, những cái bác rất nhanh gọn luôn, vào việc rất nhanh gọn các bác nhá. Những cái bác mua thực sự nhiều bác rất nhanh. Thì con này là một con Lốt 20 Ultra phiên bản của Mỹ, hàng mới cứng nguyên siêu viền inox dưới bóng này. Đấy, con này thì nói chung là cái siêu viền nó thi thoảng nó bong ra thì các bác lột là xong các bác nhá. Cái đấy thì gọi là không quan trọng. Đấy, quan trọng nó là hàng mới cứng cựa 99.69%. Đấy, phiên bản này là phiên bản của Mỹ. Đương nhiên với các bác là màn hình các bác ngồi xoay cả ngày không một tí vết ám ố rồi. Đấy, các bác yên tâm là không có ám ố gì. Hàng về phát em cắm sim em kiểm tra hết rồi. Đấy, phiên bản của Mỹ này mới cứng đét này nẹt luôn. Đấy, màu đen hôm nay về luôn nhá. Màu đen mới cứng cựa anh này. Đấy, 8.600.000 một chiếc phiên bản của Mỹ. Đẹp LED 99.69%. Màu đen và màu đồng. Tặng đầy đủ cho bác sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. Còn ngoài ra thì em có những chiếc hàng zin hình thức tầm 97-98%. Thì con này thì em đã bán rất nhiều trong cái mấy ngày trước. Đấy, cái lô này em về 15 cây thì hiện tại thời điểm này còn 5 chiếc nữa. Con này Lốt 20 Ultra phiên bản của Mỹ hàng 97-98%. Nói chung tất cả các chức năng hoạt động ok. Đấy, con non lành cánh quất không có một cái lỗi lầm gì các bác nhá. Viền vùng các kiểu ok, chỉ có cái hơi hằn nhẹ một tí xíu theo thời gian thôi, chứ còn nó chả có làm sao cả. Đây, chả có làm sao, mọi chức năng là hoạt động bình thường. Màn hình thì sáng đẹp, trong veo. Đấy, con này thì giá hiện tại là 7.600.000 các bác nhá. Còn nếu bác nào mà thích đẹp căng thì là 8.600.000. Đấy, thì em đã vừa giới thiệu cho bác xong một cái lô Samsung Galaxy Lốt 20 Ultra 5G phiên bản của Việt và phiên bản của Mỹ. Đấy, và cái sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền này thì em sẽ giới thiệu hôm nay về được một cây Samsung Galaxy S21 Ultra phiên bản Samsung Việt Nam. Con này thì hàng gọi là mới tầm 98-99%. Một con bản Samsung Việt Nam. Đấy, dung lượng là 256GB.
lâu lắm rồi mới về được một con mà dung lượng 256GB các bạn. Con này thì hàng mới khá là ok. Đấy, màn hình thì đương nhiên các bác nó sáng đẹp rồi nhá, không có ám mố lưu ảnh gì, mọi chức năng ngon lành cảnh quất này. Đấy, các bác nhìn màn trong veo chưa, nhìn cái màn hình của nó phê chưa các bác. Con này thì các bác sẽ được sở hữu một quả màn hình là 6.8 inch, 2K+ và 120A. Và hôm nay cái phiên bản này về là phiên bản hai sim vật lý và ghi âm cuộc gọi này. Đấy, có hỗ trợ 5G này, hai sim vật lý này, pin của nó là pin 5000 này, và lại đặc biệt là phiên bản này là phiên bản 256GB chứ không phải phiên bản 128GB như bình thường. Bình thường thì cái phiên bản hai sim vật lý ghi âm cuộc gọi này nó chỉ có phiên bản là RAM 12/128 thôi, nhưng con này nó lại là bản 12/256GB. Thì giá cây này là 9.200.000 các bác nhá, 9.200.000 một con màu đa sắc này, S21 Ultra màu đa sắc, 9.200.000 tặng sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. Đấy, bản Việt Nam. Còn đây, bản Việt Nam mà phiên bản 128GB thì đây. Đấy, con này thì 128GB thôi nhá. Đấy, phù hợp cho những cái bác mà lưu trữ vừa phải thôi. Thì con này có 8.800.000, rẻ hơn 400.000 so với cây kia. Vì bộ nhớ thôi, RAM 12/128GB này. Màn hình thì cũng sáng trắng đẹp trong veo nhá, không có ám mố lưu ảnh gì và tất cả các chức năng là hoạt động ok. Và nhìn màn hình của nó đẹp chưa? Con này thì nói chung là đẳng cấp rồi. Đấy, S21 Ultra là thời điểm này giá nó hợp lý. Ngon lành cảnh nào. Một con S21 Ultra bản Mỹ, bản USA đấy, cũng là mới cứng cựa 99%. Con này thì dành cho những cái bác yêu cái đẹp nhá. Con này thì còn một chiếc hàng nguyên siêu viền inox này. Đấy, nguyên siêu viền inox. Con này thì hàng mới cứng cựa, camera RAW 100X. Máy này thì bản Mỹ 2 sim, RAM 12/128GB và chip slot 888. Bản Việt Nam kia chip Exynos 2100 nhá. Còn con này là chip RAM 12/128 này. Cây này thì pin 5000, giá hiện tại đang là cây này giá là 8.990.000. 8.990.000, RAM 12/128GB, máy mới cứng luôn. Đấy, cái lô hàng này thì em còn có đúng 1-2 chiếc là hết hàng rồi. Đấy, cây này giá 8.990.000, tặng đầy đủ cho bác sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. Một cái sản phẩm tiếp theo chính là con Galaxy S21 Ultra bản Mỹ, nhưng mà nó là hàng zin hình thức phẩy các bác nhá. Phẩy nghĩa là hình thức nhà, nghĩa là hình thức xước. Đây, ví dụ như này, con này là bản Mỹ, tất cả các chức năng hoạt động ok, chất lượng máy được loanh quanh tầm 95%. Đấy, camera để nó xước này, xước này, đấy, đại loại xước như thế các bác nhá. Con này con số 10 và con số 5. Đấy, con số 5 và con số 10. Hình thức máy thì loanh quanh tầm 95%. Viền nó xước này, đấy, viền nó xước như này các bác nhá. Còn lại tất cả các chức năng hoạt động bình thường. Đấy, con này các chức năng hoạt động bình thường. Giá thì em bán rẻ hơn so với cái những cái con hàng đẹp kia. Tận 1.500.000. Đấy, con kia thì 9.890.000, gọi 9 triệu rồi. Trong khi con này em bán 7.500.000. Màn sáng đẹp, các chức năng ok, không có lỗi lầm gì phải nhá. Thì con này hiện tại giá em đang bán cho các bác là 7.500.000, cây số 5 và cây số 7. Là cây số 5 và cây số 10. Cây số 5 này thì trông nó ít xước hơn một tí xíu này. Đấy, bác nào chốt nhanh thì làm cây số 5 này ok. Đấy, cây số 5 và cây số 10, giá 7.500.000 các bác nhá. Trong cái giá này đã bao gồm đầy đủ cho bác sạc cáp ốp lưng và dán màn hình rồi. Đấy, trong cái tầm tiền mà loanh quanh 7 đến 8 triệu, 7 đến 9 triệu thì các bác có thể lựa chọn một cái dòng chính là S21 Ultra. Một trong những cái dòng máy mà bên em bán rất là chạy luôn. Ok, sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền mà 7 đến 8 triệu thì đây. Một con Samsung S22 Plus phiên bản Hàn Quốc, có đúng một chiếc cuối cùng màu xanh. Con này thì hình thức lưng rất mới này, lưng đẹp, máy thì gồm 3 cam sau, một đèn flash, sạc nhanh, loa kép các kiểu đầy đủ, hình thức viền hơi xấu. Đấy, viền hơi xước như này các bác nhá. Viền hơi xước nhưng mà xấu, nhưng mà kết cấu nó đẹp. Con này màn hình ok. Đấy, màn hình thì ok, sáng đẹp này. Đấy, các chức năng ngon lành cảnh quất này. Đấy, phiên bản bộ trong là 256GB, RAM 8GB, chip 8 Gen 1, pin 4500. Còn đúng một con cuối cùng phiên bản Hàn Quốc này. Đấy, cây này cầm thì cực kỳ là sang trọng luôn. Màn hình phẳng này. Đấy, màn hình phẳng tràn viền. Kích thước là 6.6 inch, nhưng cảm giác nó rất là to, các bạn nhìn chưa? 6.6 inch nhưng cảm giác cầm cực kỳ là to luôn. Mà cái cạnh của nó vuông vuông cạnh ấy, nên cầm nó, các bác dùng cái ốp vào nhá, thì cái viền này nó có phẩy hay nó đẹp hay nó ngọc tờ rinh hay nó thị lở, thì các bác gắn cổ 30.000 vào đây thì nó cũng thế thôi. Con này giá hiện tại là 7.600.000 này, một con bản Hàn Quốc. Ngoài ra thì em có hai cây bản USA, bản Mỹ. Mỹ thì còn hai chiếc nữa, một chiếc 7.500.000 và một chiếc 7.800.000. Đấy, bản Mỹ thì hai sim 26 này. Đấy, con 7.500.000 này thì viền của nó hơi xấu nhá. Còn con 7.800.000 này thì viền của nó cũng phẩy nhưng mà nó đẹp hơn. Đấy, cũng có phẩy nhưng mà nó sẽ đẹp hơn, nó tầm 97%. Mọi chức năng hoạt động ok. Nói chung là hàng lướt này thì những cái vết xước là không thể tránh khỏi được, trừ những cái con mà hàng đẹp 99.69% em giới thiệu ấy, thì những cái con ấy không một vết xước nào. Chứ là những cái con này đương nhiên là nó phải có những cái vết xước nhẹ các bác nhá, chứ làm sao mà tránh được các bạn. Một con hàng siêu lướt. Đấy, con này thực tế thì các bác về các bác gắn cổ ốp vào đây thì nó cũng vậy thôi. Đấy, viền như này nhá, ai cũng dùng ốp mà chẳng có ai là không dùng ốp cả. Đấy, gần như là cái lượng người không dùng ốp là gần như không có.
Con này thì giá 7 triệu 5 và 7 triệu 8. Một con Galaxy S22 Plus. Và em còn có 3 chiếc S22 Plus thế thôi. Bác nào mà chốt mà kết thì các bác cứ nhắn tin Zalo để ủng hộ bên em các bác nhá. Đấy, Zalo thì số em luôn để góc này. Ok, một cái sản phẩm tiếp theo em giới thiệu cho bác chính là con S21 Plus. 21 Plus thì em đang có rất nhiều phiên bản của Hàn Quốc. Máy zin chuẩn chỉ 100%. Con này thì em có màu tím, màu hồng và màu đen. Đấy, đầy đủ. Hôm nay thì chỉ còn có 3 màu thôi. Tím, hồng và đen các bác nhá. Đấy, thì còn 3 màu. Con này thì các bác cũng biết rồi, một trong con máy mà trong cái tầm tiền 6 triệu nó là hàng trung cấp. Nó là hàng gọi là tầm trung ấy, tầm trung mà giá thì cực kỳ hợp lý luôn. Thời điểm này một con S21 Plus lúc ra mắt loanh quanh 20 triệu, bây giờ chỉ có hơn 6 triệu là các bác đã được sở hữu em nó rồi. 3 cam sau, một đèn flash này, máy camera đen xì luôn và camera chất lượng con này đừng đùa với nó các bác nhá. Chụp ảnh cực kỳ đẹp luôn. Màu sắc ok này, cam zoom này, góc siêu rộng, góc hẹp các kiểu ok. Máy em các bác nhìn nhiều chưa? Đấy, chứ không chỉ là riêng những con máy mà em quay cho các bác đâu. Đây còn nhìn xa xa này. Đấy, nó còn một đống nữa cơ. Chứ không chỉ riêng là những cái con máy mà em quay trên bàn đâu các bác nhá. Qua này thì 2221 Plus bản Hàn Quốc. Hàng đẹp 98%, tất cả các chức năng hoạt động ok. Đấy, 98% các bác nhá, viền vùng các kiểu là sáng đẹp này. Đấy, con này thì hiện tại giá em đang bán cho các bác là giá em đang bán là 6,3 triệu. Đây cây này còn nguyên cả cái siêu viền luôn, lột ra thì đúng là ngọc tờ linh luôn nhá. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy, có những cái chiếc máy mà em mới lột ra hầu hết là đã lột siêu viền ra. Con này thì giá là 6,3 triệu, có màu đen, màu hồng và màu tím mộng mơ. Về giới thiệu qua về cái cấu hình con này, 256GB bộ nhớ này. Đấy, RAM 8GB này, màn hình thì 6,7 inch 120Hz này, pin 4800. Nói chung là những cái cấu hình như này thì đáp ứng tất cả các nhu cầu sử dụng hàng ngày các bác nhé. Có hỗ trợ 5G, một SIM bản Hàn Quốc, có game cuộc gọi. Đấy, con này thì nó dùng một SIM thôi, bản Hàn Quốc 6,3 triệu. Đấy, một con Galaxy S21 Ultra. Trong cái tầm tiền 6 triệu thì còn một cái mã nữa, chính là con Galaxy S22 nhỏ này. 22 nhỏ, gọn, xinh xinh, màu tím mộng mơ. Chip 8 Gen 1, máy nhỏ xinh cho các bác nào thích đi lại đút túi quần túi áo nhiều nhá. Thế con này nhỏ gọn này. Đấy, nó hơi kén người dùng một tí vì cái mã này nó nhỏ. Nhỏ nhưng mà có những người lại cần. Nhỏ gọn, các bác đút túi quần túi áo nó tiện lợi. Chip 8 Gen 1, camera chụp ảnh nét nẹt. Đấy, thì giá hiện tại cây này em đang bán cho các bác là 6,6 triệu nhá, một con Galaxy S22 nhỏ. Phiên bản Hàn Quốc 6,6 triệu. Sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền 5 triệu thì em sẽ giới thiệu cho bác một cái lô Samsung Galaxy Note 20 5G phiên bản Hàn Quốc em mới về. Note 20 5G thì em về được khá nhiều phiên bản của Hàn Quốc. Nói chung là loanh quanh cho các bác là hơn 5 triệu là các bác đã được sở hữu một chiếc rồi. Đấy, các bác nhìn chưa? Hơn 5 triệu các bác sở hữu một chiếc Galaxy Note 20 5G bản Hàn Quốc 256GB. Máy hình thức 98-99%. Đấy, có màu đen, màu đồng và màu xanh. Có 3 màu để cho các bác lựa chọn nhé. Đấy, con này thì giá thời điểm này nó đã xuống còn có hơn 5 triệu một xíu thôi. Đối với một con hàng đẹp keng. Đấy, hơn 5 triệu một xíu. Con này thì các chức năng ok. Có bút S Pen, loa kép sạc nhanh. Đấy, màn hình thì màn hình phẳng, kích thước là 6,7 inch. Một trong các mã máy dùng rất là lành. Con này thì màn hình phẳng tràn viền. Đấy, màn hình phẳng tràn viền nhé. Đang quay video các anh em gọi. Đây, lại gọi. Phải tắt cái chuông đi. Con này là con màn hình phẳng tràn viền. Đấy. Có ai nhìn chưa? Có 3 màu. Máy thì cực kỳ lành và không bao giờ có lỗi vặt. RAM thì là 8GB, bộ trong của nó là 256GB. Mọi chức năng là bên em đã kiểm tra hết rồi. Con này thì màn hình sáng đẹp trong veo các bác nhá. Giá là 5,3 triệu. Tặng đầy đủ cho bác sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. Đấy, Samsung Galaxy Note 20 5G phiên bản Hàn Quốc. Ngoài ra thì Note 20 5G bản Hàn Quốc em có hàng zin phải loanh quanh cho các bác là 5 triệu với 4,8 triệu là các bác đã được sở hữu một chiếc rồi. Đấy, các bác nhìn chưa? 5 triệu và 4,8 triệu các bác nhá. Qua này thì tất cả các chức năng là hoạt động ok. Note 20 5G bản Hàn 5 triệu này, 4,8 triệu này. Thì con 4,8 triệu này thì viền của nó sẽ xước hơn. Còn con này thì con này thì màn viền nó đẹp hơn. Đấy, thì 5 triệu và 4,8 triệu các bác nhá. Note 20 5G phiên bản của Hàn Quốc, và hôm nay thì bản Mỹ em không còn hàng. Ở Mỹ hết sạch luôn, mà Mỹ cứ về đâu hết sạch đấy các bác. Và cái sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền 5 triệu thì đây. S21 5G, nhỏ gọn, xinh xinh, cấu hình cao. Loanh quanh 5 củ là các bác đã được sở hữu một chiếc. Màn hình nhỏ gọn 6,2 inch, 2 SIM 2 sóng, hỗ trợ 5G. RAM 8, bộ trong là 128GB và tất cả các chức năng là hoạt động ok. Galaxy S21 5G, hàng zin phải hình thức tầm 97%. Đang có mức giá là 5 triệu các bác nhá. Đấy, 5 triệu có màu hồng này, màu đen này và màu tím. Đấy, màu hàng 5 triệu thì đang có mấy chiếc này. Mà hồng, đen, tím này, rất nhiều luôn, hồng này, vẫn còn hồng này.
Đấy, hồng, đen và tím các bác nhá. Hình thức máy thì cũng khá là ok, võ quan này sức nhẹ một tí. Đấy, nhưng mà cam kết các kiểu đẹp này. Máy thì hình thức tầm 97%. Nói chung là hàng lướt thì như này nó ok lắm rồi. Đây có con này có nguyên cây màu hồng này, có nguyên cả cái siêu việt này. Đấy, cây màu hồng có nguyên cả cái siêu việt luôn. Các chức năng ok hết các bác nhá. Con này thì nhỏ gọn, xinh xinh bản Mỹ, giá 5 triệu, tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Còn nếu bác nào mà thích một sim 256GB thì bác chơi con bản Hàn Quốc này. Một sim 256GB cũng 5 triệu luôn các bác nhá. Cũng 5 triệu luôn, bản Hàn Quốc một sim 256GB. Cây này khá là mới. À, đuôi sạc hơi xước một tí các bạn. Đuôi sạc hơi xước một tí. Cây này giá 5 triệu các bác nhá. Đấy, tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Một cái sản phẩm tiếp theo em giới thiệu cho các bác chính là một cái dòng máy Samsung Galaxy S15G. S15G thì em đang có màu vàng gold, màu đen, hình thức máy từ 98 đến 99%. Một con hàng siêu lướt luôn. Thì nói đến cái dòng S15G này thì lại đến kể đến một cái câu chuyện. Có một khách qua xem hai con máy này, hai con máy S15G này và chê nó hình thức nó xấu. Thì phải nói các bác là trên clip em quay này em báo từ 98 đến 99%. Con này về rói cho các bác cái xoay này, nhìn này. Nó đẹp như này nhá. Một con có em sẽ chỉ một cái một con. Đây là con số 5. Đây. Viền này. Nó như ngọc tờ rinh như thế này, nó chỉ duy nhất đúng một cái vết mà nó bé, phải nói là đâu rồi. Siêu bé đúng rồi, em còn chưa nhìn thấy đâu đây này. Con này có phải không đây? Tại vì con này nó quá là mới luôn, phải nói với các bác để mà kiếm được những con S15G mà như thế này đã là rất là khó rồi. Và trên thị trường nếu mà những con như này đã là quá là khó kiếm rồi các anh em. Đây em còn chưa thấy vết xước đâu mà bác ấy còn chê con này máy xấu nữa thì chắc chỉ đi có đi mua máy mới thôi. Con này em chưa thấy đâu các bạn. À con này thì không biết con này là chê xước hay chê à đây đây. Một cái vết xước đây, đây đây đây, chê cái vết xước này. Phải nói với các bác là đây gọi là cực kỳ là khó tính chứ không phải là mua hàng nữa. Đây. Cái máy nó đẹp như thế này. Có đúng một cái vết nó bé hơn cả cái cọng lông con kiến, phải nói với các bác là cái vết xước đây không phải là vết xước mà gọi là vết hằn chứ siêu bé chứ không phải vết xước nữa rồi. Đây. Một con máy cực kỳ đẹp luôn, để mà kiếm được những con Galaxy S15G mà kiếm về được như này lại còn dung lượng 512GB nữa mà em bán giá có 4 triệu rưỡi thôi. Mà xoay cái vết xước, phải nói các bác là xoay cái vết xước. Đây em lau đi mà em nhìn còn đang mãi mới căng mắt để mới thấy này. Phải nghiêng dưới bóng đèn các bác nhá. Chứ còn nếu mà các bác màu mà không nghiêng dưới bóng đèn cũng không thấy luôn. Đấy, con này vẫn chê là nó là gọi là có một cái vết xước này. Còn một con thì chê đây. Đấy, hàng này gần như về đâu quay sạch đấy luôn. Những cái con như này nó quá đẹp so lô trước luôn các bác nhá. Lô trước nó phải xấu hơn rất là nhiều. Lô này như này nó quá đẹp rồi. Đấy, còn cái cây này nữa, sao là cây này em còn chưa thấy cái vết đây. Cây này thì đúng một cái vết bé tẹo ở cái góc này. Đấy, gọi là chê, gọi là hàng xấu. Đấy. Phải nói các bác những cái con như này thì gặp những cái bác mà quá kỹ tính thì không nên mua. Bởi vì những cái bác mà xoay kiểu như thế thì không thể nào máy nào đáp ứng được. Chỉ có một con đập hộp hoặc là chốt cái con hàng mà ngọc tờ rinh như này thì những con này thì nó mới không vết xước nào. Còn những cái con hàng mà nó siêu lướt như này thì đương nhiên nó phải có những cái vết nó nhẹ, gọi là không bé thì nó phải to. Nó gọi là nó bé xíu bằng cái cọng lông con kiến như thế thì phải chấp nhận được. Đấy, chứ còn soi xăm soi kiểu đấy thì làm sao mà mua được điện thoại. Chỉ có mua mấy cái con hàng đập hộp, hàng mới thôi. Thế còn con này, những cái con như này về kiếm được những con như này bản thân như VDM nhập vào cũng rất là khó luôn để chọn được những cái con hàng như này là đã là gọi là kỳ tích rồi các bác nhá. Đấy, một con S15G này, hàng về đâu hết sạch đấy luôn mà lô này lại còn 512GB mà giá em bán có 4 triệu rưỡi. Chứ không phải là bán giá cao các bác nhá. Giá cao con này nếu mà các shop khác 512GB nó bán toàn hơn 5 triệu thôi. Nếu mà cái bản 512GB của S15G này. Đấy, trong khi hai con này hai con 512GB em bán 4 triệu rưỡi. Về chục chiếc bán gần hết rồi. Đấy, còn có mấy chiếc này giới thiệu lết lốt lên cho các bác. Các bác nhìn này màn hình của nó này. 2K cộng 120Hz. Chip con này thì RAM 8GB và bộ trong của nó là 256GB và 512GB các bác nhá. Thì hai cái cây này là hai cây phiên bản 512GB mà giá em bán cực kỳ tốt luôn, có 4 triệu rưỡi thôi. Đấy, tặng lại còn tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Đấy, một con máy hơn 4 triệu mà bác xoay từng cái vết gọi là bé hơn cả cái lông mèo thì thực sự là rất là khó. Đấy, con này là một con máy mà em đã đang về hàng hai chiếc này. Còn có những cái chiếc mà nó bị phân tầng một chút nhá, hoặc là lưu ảnh một chút, em bán thanh lý giá 3,7 triệu, rẻ hơn bình thường khoảng tầm 700. Đấy, các bác nhìn chưa, cây này đang hết pin nên em không giới thiệu được các bác, nhưng cây này nó bị phân tầng siêu nhẹ. Cây này em thanh lý chỉ có 3,7 triệu thôi, rẻ hơn 700 so với những cây kia.
Đấy thì dòng Samsung Galaxy S10, ngoài ra còn một cây màu vàng gold này. Đấy, cây màu vàng gold. Cây này thì thực sự để em còn, nhưng mà hôm nay có bác hẹn nhưng mà bị lỡ. Đấy, có một bác hẹn chốt nhưng mà bị lỡ kèo. Thế nên lại thanh lý nốt, và cây này hàng cũng 99% các bác nhá. Cũng là siêu lướt. Gần như nếu mà nó có cái vết phẩy ấy, thì nó gọi là chỉ gọi là những cái vết mà gọi là va quẹt nhẹ theo thời gian thôi, chứ cái con này không phải máy. Chứ còn nếu mà để mà kiếm một cái máy không một vết xước nào ấy thì làm gì có. Đấy, những cái con S10 5G này nó ra mấy năm rồi mà kiếm một con máy không một vết xước nào thì rất là khó luôn các bác nhá. Đấy thì con này em đang bán cho các bác là 4,5 triệu, nhưng mà con vàng gold này nó là đẹp 99%, nhưng mà là dung lượng của nó chỉ có 256GB thôi, RAM 8GB. Đấy, cây này giá cho các bác là 4,5 triệu các bác nhá. Tặng đầy đủ sạc cáp, ốc đựng và giám màn hình. Một con máy tiếp theo trong cái tầm tiền 4 triệu thì em sẽ giới thiệu cho bác chính là con Galaxy Quantum 2. À, Quantum 3, một trong các mẫu máy mấy ngày vừa qua bán bay nhiều vô số luôn. Quantum 3 hàng A đẹp 99%, có màu đen và màu xanh than. Đấy, màu đen và màu cái đấy cũng phải là xanh than, đây là màu xanh. Đây các bác nhìn trên clip màu nào thì các bác nhận hàng đúng màu đấy nhá. Đấy, đây màu xanh và xanh, màu đen này và màu xanh đậm này. Thì con này hàng mới 99%, đây của cây là nguyên cái siêu viền luôn, vân tay bên cạnh. Đấy, cây nguyên siêu viền, hàng mới cứng cựa nhá. Đấy, con này thì nó mới cứng luôn này. Hàng mới cứng 99%, tất cả các chức năng hoạt động ok, màn hình sáng đẹp trong veo, không ám ố, không lưu ảnh gì, màn trong veo 6.7 inch, pin 5000, RAM 8, bộ trong của nó là 128GB. Đấy, con này thì màn hình 120Hz luôn. Có bác thì hôm vừa rồi chủ nhật qua đấy một chiếc, sau đó ấy rồi về dùng ngon, play lại ra quất thêm chiếc nữa về cho vợ dùng. Đấy, cả hai vợ chồng dùng con Galaxy M53 này luôn. Con này là con M53 tại Việt Nam và lúc ra mắt nó loanh quanh 10 triệu, nhưng mà con này là bản Hàn Quốc thì nó gọi là M53 Quantum 3, chứ còn thực tế nó là con M53 các bác nhé. Đây là con M53 này. Đấy, bản Hàn Quốc thì ghi là Quantum 3 thôi. Đấy, nhiều bác thấy chữ sửa này thì các bác không biết thì các bác bấm vào đây nhá. Đấy, thì các bác có thể sửa tên theo ý muốn của mình. Đấy, Galaxy Quantum 3 các bác sửa thành người tên người cũ các bác thì tùy ý thôi. Con này thì màn hình 120Hz, pin 4500, RAM 8, 128GB. Hai ba chiếc này là hàng 99%, giá là 4,2 triệu. Còn ngoài ra có hai chiếc màu trắng, hàng zin, hình thức viền xước. Đây viền xước này, nhưng mà lưng đẹp này, màn đẹp. Đấy, lưng đẹp, màn đẹp nhá. Thì hai cây này đang có giá là 3,99 triệu. Còn lại thì nó chả có lỗi lầm gì hết, tất cả các chức năng hoạt động ok, màn hình sáng trắng đẹp trong veo. 3,990,000 một con Galaxy Quantum 3, tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Con nào có ốp lưng thì em ghi là có ốp lưng, còn con nào không có thì thôi nha các nhá. Và cái sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền 4 triệu nữa thì có một cái mã chính là Galaxy Quantum 2. Quantum 2 hiện tại em đang có màu trắng và màu đen, hàng mới 99%, tất cả các chức năng hoạt động ok, cũng là một con hàng siêu lướt luôn. Nói chung là tầm này em đang giới thiệu bác những cái con hàng giá rẻ đây. Con này thì RAM 6 128GB, màn hình cong tràn viền, kích thước 6.7 inch, 2K cộng và 120Hz. Con này 2K 120Hz thôi nhá. Đấy, một SIM bản Hàn Quốc có hỗ trợ 5G, pin 4500, chip slot 855 plus, chip lượng tử, giá 3,990,000. Đấy, 3,990,000. Con này là một trong các dòng máy bên em bán rất chạy luôn, màn hình cong tràn viền này. Đấy, giá thì có loanh quanh có 4 triệu là các bác đã được sở hữu một chiếc rồi. 3,990,000 các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo chính là con S20 FE trong cái tầm tiền hơn 4 triệu đây. Có màu hồng, màu đỏ và màu trắng. Hiện tại thì S20 FE em còn 3 màu. Phiên bản S20 FE bản Hàn Quốc nhá, còn 3 màu là màu trắng ngọc tring, màu hồng lam tính và màu đỏ này. Đấy, con này thì phiên bản này là phiên bản có hỗ trợ 5G, phiên bản Hàn Quốc, màn hình 6.5 inch. Đấy, hình thức máy thì xem nào. Hình thức máy thì nói chung là cũng là gần như siêu lướt rồi. Hình thức tầm 98%. Các bác nhìn chưa? 98% các bác nhá. Đương nhiên là nó có những cái vết xước siêu bé, cái đấy không thể tránh được đâu các bác nhá. Một con hàng siêu lướt thì không thể tránh được những cái vết xước siêu bé, nhưng mà chất lượng, màu sắc, hình thức như này là đã là quá đẹp rồi, các bác nhìn chưa? Đã rất là đẹp rồi và zin nguyên bản 100%. Con này thì màn 6.5 inch, 120Hz, RAM 6 128GB và chip của nó khá ngon, con chip Qualcomm Snapdragon 865, RAM 6 128GB. Nó được cái con chip ngon các bạn. Đấy, máy thì lồi đồng cuối đá luôn, ba cặp sau một đèn flash này, có sạc nhanh, loa kép các kiểu đầy đủ các bác nhá. Con này giá 4,2 triệu, có màu đỏ, màu hồng và màu trắng, ba màu để cho các bác lựa chọn. Sản phẩm tiếp theo mà em giới thiệu cho bác thì chính là con Galaxy Lốt 10 Plus. Lốt 10 Plus thì em đang có hai chiếc hàng đẹp. Lốt 10 Plus vẫn là một trong những cái chiếc máy các bác rất ưa chuộng, bởi vì sao? Các bác sẽ được sở hữu một con máy cực kỳ đẹp luôn. Đấy, con này thì màn hình của nó là 6.8 inch, 2K và hai SIM, hai sóng hỗ trợ 5G, RAM 12/256GB, một trong cái chiếc máy vẫn còn cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. 5,8 triệu đối với một con số 2 và con số 3. Hai con này thì hình thức máy được tầm 98%, cũng có phẩy tí, con màu đa sắc này thì hơi phẩy một tí này. Đấy, 98-97%. Con này thì giá 5,8 triệu thôi.
tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng và giá màn hình. Quan trọng nhất là cái màn hình nó sáng đẹp nhá, không ám mố và không lưu ảnh này. Đấy, quan trọng nhất là cái màn hình này sáng đẹp trong veo như này, các bạn nhìn chưa, màn hình sáng trong veo thì giá hiện tại 5,8 triệu này. Còn có những cái chiếc mà nó ám siêu nhẹ gần như không có thì đang có giá là 5,3 triệu. Đấy, 5,3 triệu là những cái con gọi là ám như không ám, gọi là siêu mờ. Đây ví dụ con này này, đấy, hơi hằn siêu mờ như vậy thôi thì con này 5,3 triệu các bạn nhá. Gọi là bán thanh lý thu hồi vốn thôi, 5,3 triệu này. Rồi có cây này thì 5,3 triệu tiếp này. Đấy, có mấy cây chiếc ấy, 5,3 triệu. Thì lốt 10 Plus đang có mức giá là 5,3 triệu, 5,5 triệu, 5,3 triệu, 5,8 triệu. Bác nào quan tâm thì anh em vào việc nhá. Và ngoài ra thì em có cả lốt 15G nhỏ. Lốt 15G nhỏ thì em còn có vài chiếc thôi, một chiếc màu hồng, một chiếc màu đa sắc và một chiếc màu trắng. Ba chiếc này thì tầm 97 đến 98%. Tất cả các chức năng hoạt động ok. Đấy, các bạn nhìn này, Galaxy lốt 10 nhỏ. Con này phù hợp cho những anh em nào đi lại đút túi quần túi áo nhiều. Màn hình của nó là 6,3 inch. Đấy, cong tràn viền, RAM 12 256GB. Con này một sim bản Hàn Quốc, giá cho các bác là 4,2 triệu. Một con Galaxy lốt 10 nhỏ có màu hồng này, màu đa sắc và màu trắng các bác nhé. Ngoài ra thì em sẽ giới thiệu cho bác một cái dòng máy tiếp theo, Galaxy A95G. Con này thì đảm bảo các bác là một con hàng cận cao cấp, mặt trước mặt sau của nó đều bằng kính. Và con này là một trong cái mã máy mà bên em bán rất là nhiều trong từ năm ngoái năm nay, bán không biết là bao nhiêu cái A95G rồi các bác nhé. Chưa một bác nào hối hận khi mà các bác bỏ ra số tiền hơn 3 triệu. Con này thì có hơn 3 triệu thôi, RAM 6/128GB, pin của nó 4500, có hỗ trợ 5G, game cuộc gọi đầy đủ luôn. Con này giá hiện tại em đang bán là 3,4 triệu và 3,3 triệu. Đấy, còn hai con A95G bác nào quất thì múc lốt nhé. Đấy, liên hệ Zalo để đặt hàng. Một cái sản phẩm tiếp theo, Samsung Galaxy A71 bản Hàn Quốc này. Hôm nay còn có hai chiếc, mai chắc về thêm vài cái nữa. A71 bản Hàn có màu đen và màu bạc. Con này thì sẽ mạnh hơn là cái con A71 tại Việt Nam nhé. Giá thì cũng chỉ có loanh quanh giờ có hơn 3 triệu thôi. Hai con này về khá là đẹp này các bạn này, cũng phải tầm 98% này các bạn. Đấy, hai con này cũng phải tầm 98% luôn. A71 bản Hàn, màn hình này to này, kích thước 6,7 inch, RAM 8GB, bộ trong của nó là 128GB. Đấy, 128 128 này, pin của nó 4500. Nói chung là A71 thì khá ngon. Đấy, con này giá hiện tại em đang bán là 3,5 triệu các bạn nhá, 3,5 triệu. Một con Galaxy A71 bản Hàn Quốc. Cái sản phẩm tiếp theo, Samsung Galaxy A32. A32 này thì em có một cái lô khá là nhiều hàng, chứ không chỉ riêng được mấy con này đâu bác. A32 còn vài chục chiếc nữa các bác nhá. Con này thì gọi bán túc tắc để cho các bác nào cần những con máy gọi là nhỏ gọn mà gọi là rẻ tiền thì các bác chơi con này luôn cho em. Màn hình AMOLED 6, con này khoảng 6,4 inch. Đấy, RAM thì 4/64GB, pin thì 5000. Nói chung là con này thì cấu hình ở mức độ gọi là hơi ở mức độ gọi là trung bình các bác nhá. Trung bình, RAM pin 5000, được cái pin châu. Màn hình thì vừa phải, không to không bé, phù hợp cho những các cụ mà mua về cho các cụ dùng thì đúng ok luôn. Giá thì có 2,6 triệu thôi là các bác đã được sở hữu một chiếc rồi. Đấy, trong cái giá này đã bao gồm đầy đủ sạc cáp ốp lưng và giá màn hình. Samsung Galaxy A32 phiên bản Hàn Quốc nhé. RAM 464, một sim pin 5000. Giá cho các bác là 2,6 triệu. Còn ngoài ra thì có cả cái mã A23. A23 này thì có màu xanh, màu đen và màu trắng đẹp 99%. RAM 4/128GB, màn hình to. Nói chung con này thì gọi phù hợp cho những cái máy nồi đồng cối đá nhé. Quang quật thoải mái luôn, màn to này, pin 5000 này, giá là 2,8 triệu. Một con Galaxy A23, 2,8 triệu. Rồi có cái mã A52S này. A52S này thì một sim, RAM 6/128GB. Đấy, màn này AMOLED luôn. Con này thì pin 4500, chip Qualcomm, giá thì 3,5 triệu nhé. A52S này dùng cũng khá là hay này. Con này thì ngày xưa em bán rất là nhiều luôn, đợt này về được có ít thôi. Và cái sản phẩm tiếp theo cũng là sản phẩm cuối cùng trong clip ngày hôm nay, chính là con A13. A13 này thì cũng hàng mới 99%, cũng nguyên siêu viền hết thôi, bóc ra cho nó đỡ nhìn, nó đỡ ngứa mắt các bác nhá. Con này thì RAM 4/64GB là 64GB, màn hình to, vân tay bên cạnh, lồi đồng cối đá, cầm thì đúng là kiểu gọi là lồi đồng cối đá luôn. Cam sau, cam trước các kiểu ok. Và con này thì giá đang là 2,6 triệu. Đây cũng là mã máy cuối cùng trong clip ngày hôm nay mà bên em giới thiệu. Bác nào chốt chiếc nào nhắn tin Zalo để đặt hàng. Ok, clip của em hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.